Trang Pháp nhận xét về Lan Ngọc chứng nhận 6 múi và không có bầu. Khi công bố tạm dừng hoạt động showbiz trong nước để sang Australia du học, Lan Ngọc bị đồn bí mật sinh con. Trước tin đồn, Lan Ngọc phủ nhận cho biết cô sang nước ngoài tham gia một vài khóa học ngắn hạn, nâng cao khả năng diễn xuất. Tôi không trốn đi đẻ, mong mọi người đừng đồn thổi. Khi có chồng sinh con tôi sẽ công khai, mỹ nhân 9X chia sẻ. Hôm cuối tháng 2, Lan Ngọc gặp gỡ một vài người bạn thân thiết từ sau chị đẹp như Trang Pháp, Huyền Baby, Khổng Tú Quỳnh. Trong bức hình chụp chung, nữ diễn viên vén quần khoe bụng phẳng, Trang Pháp hóm hình nhận xét, chứng nhận 6 múi không có bầu. Diễn viên Lan Ngọc chăm diện bikini và các kiểu trang phục khoe hình thể thời gian gần đây, ngầm phủ nhận tin đồn mang thai. Lan Ngọc khoe vóc dáng quyến rũ với bikini trên biển Phú Quốc, thiết kế siêu nhỏ giúp cho ngọc nữ màn ảnh tôn vòng eo thon thả. Dựa tin đồn mang bầu và chuẩn bị sang Australia du học sinh con, nữ diễn viên chăm đăng tải hình ảnh khoe hình thể cùng bụng phẳng lì của mình. Đầu năm nay, Lan Ngọc có chuyến du xuân cùng gia đình ở Hồ Tràm, Vũng Tàu. Cô tranh thủ khoe dáng cùng đồ cắt khoét táo bạo. Bộ cánh nhiều khoảng hở cùng góc chụp từ trên xuống giúp Lan Ngọc chứng minh cô có thân hình gọn gọn, vòng hai nhỏ nhắn. Kể cả khi đi dạo phố và ra sân bay, mỹ nhân sinh năm 1990, mặc body suit khoét eo, bó sát thân hình. Vậy bạn có suy nghĩ gì về tin đồn sang Úc sinh con của Ninh Dương Lan Ngọc? Đừng ngại, hãy comment ý kiến cá nhân của bạn ở phía dưới video cho chúng tôi biết nhé!